Bộ văn ngựa giá 3 tỷ đồng, độc đáo nhất miền Tây. Được làm bằng gỗ gõ bông lau, với chiều ngang 2,15m, dài 4m, bề dày của ván là 24cm, nặng tới 2,2 tấn. Bộ ván ngựa độc đáo này ở miền Tây được trả giá lên đến hơn 3 tỷ đồng. Chủ nhân của bộ ván ngựa có 102 ở miền Tây này là anh Nguyễn Thanh Hải, giám đốc một khu du lịch ở ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang. Đã có rất nhiều du khách đến tận nơi để chiêm ngưỡng bộ ván ngựa bằng gỗ gõ bông lau được trưng bày trong không gian nhà cổ của khu du lịch này. Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết là dân trong nghề mua bán gỗ nhiều năm, nhưng để sang được chiếc ván ngựa này anh phải mất tới 3 năm. Anh Hải mua được tại vùng biên giới giáp Lào và Việt Nam. Bộ ván ngựa có chiều ngang 2,2m, dài 4m, bề dày 24cm và nặng 2,2 tấn này đã được rất nhiều đại gia từ thành phố Hồ Chí Minh và cả miền Bắc vào trả giá 3,3 tỷ đồng, nhưng anh Hải không bán. Vị chủ nhân của bộ ván này chia sẻ, loại gỗ này nằm rất mát lưng, ngủ ngon, có thể trị nhức mỏi, cảm thông thường. Theo những người kinh doanh đồ gỗ, bộ ván ngựa này là loại gỗ quý hiếm, luôn được giới sành gỗ thế giới săn lùng. Giá trị lớn nhất nằm ở tuổi thọ của cây. Cây phải có tuổi thọ trên 500 năm mới có thể cho ra bộ ngựa khổng lồ này. Ngoài ra, người ta còn tin những bộ ván gỗ này sẽ mang lại may mắn. Khu nhà cổ này được làm bằng 3 loại gỗ lim, căn xe và chất với nhiều đồ trang trí quý giá. Tổng giá trị trên 45 tỷ đồng.